Hello, xin chào tất cả các bác. Hôm nay Thảo Dược Người Dao xin gửi đến tất cả các bác về cây nưa. Đây ạ, cây nưa đây. Nhưng mà cây này không được đẹp lắm, nên là hôm nay Thảo Dược Người Dao sẽ sang bên này giới thiệu cho các bác. Ở đây có cây thất diệp nhất chi mai nữa nha các bác nhé. Đấy. Tuy nhiên trong ngày hôm nay thì chỉ giới thiệu cho các bác cây này thôi. Đây ạ. Còn về củ thì nó ở dưới khá là sâu, nên là hôm nay Thảo Dược Người Dao sẽ không đào nữa, mà chủ yếu là để cho các bác biết được cây nưa này nó như thế nào. Đây gọi là khoai nưa đấy ạ. Đấy. Còn tiếng địa phương chúng tôi, Người Dao chúng tôi gọi là tì pầu đoài. Đấy, tì pầu đoài. Cây này thì dùng để làm thức ăn rất tốt, ví dụ như đây. Nhưng mà chúng ta phải biết chế biến, còn không biết chế biến thì nó ngứa cổ họng rất là khó chịu luôn. Khi mà các bạn muốn làm thức ăn, muốn xào ăn hoặc là muốn luộc ăn thì các bạn nên sử dụng cái phần này. Đấy, cái phần này thôi. Xong là các bạn bóc thật sạch cái vỏ của cái cây này. Rồi các bạn đem đi nấu canh. Nấu canh rất tốt, giống như kiểu canh bon ấy. Tuyệt vời luôn. Tuy nhiên thì hôm nay tôi muốn giới thiệu cho các bác về cái tác dụng chữa bệnh của cái cây khoai nưa này. Thì nếu mà bác nào muốn biết được củ của nó trông như nào, nó phải to bằng cái bát to ấy, thì các bác vui lòng lên mạng và tìm hiểu thêm. Còn hôm nay thì tôi muốn giới thiệu đến cái cây này để cho các bác mục đích là để cho các bác biết và nhận dạng được cái cây khoai nưa này. Đấy, các bác thấy đây, nó rất là đặc trưng. Đây, nhìn thân của nó này, nó giống như kiểu là da con rắn ấy. Đấy, nó có các chấm bột trắng trắng đây này. Về cây khoai nưa này, đây là một loại cây thuộc họ giấy, có vị cay, tính bình, có độc, ăn vào thì sẽ thấy hơi ngứa. Đấy. Nên là khi mà để mà chế biến cái cây này các bạn ăn thì các bác nên làm thật sạch. Đấy, nên rửa thật là sạch. Còn về công dụng của cây này thì nó cũng có rất là nhiều công dụng khác nhau. Ví dụ như là để mà chữa sốt rét có báng ấy, hoặc là ăn không tiêu này, đờm trệ này, dày da bụng này, thì chúng ta sử dụng cây khoai nưa này. Những cái trường hợp mà bị sốt rét này, ăn không tiêu này, đờm trệ, dày da bụng thì các bác có thể sử dụng khoảng 12 gram khoai nưa kết hợp với lại 10 gram trần bì, 10 gram nam mộc hương và 10 gram ý dĩ sao vàng, 10 gram xạ can, 10 gram nga chuột. Đấy, tất cả các vị thuốc trên đem cho hết vào ấm để sắc nước uống trong ngày, dùng đúng một thang trên một ngày. Đấy. Đây. Các bạn nên sử dụng một thang trên một ngày thôi. Còn bài thuốc thứ hai nữa là chữa u não, thì các bạn có thể sử dụng khoảng 30 gram khoai nưa kết hợp với lại 30 gram thương nhĩ tử, 30 gram quán trúng, 15 gram thất diệp nhất chi mai, 15 gram rễ bồ hoàng. Đấy, tất cả những cái vị đấy các bạn đều được sử dụng. Còn thất diệp nhất chi mai
thì loanh quanh đâu đấy tôi vừa thấy một cây, tuy nhiên rằng nó rất là bé. Tôi không biết là ở đâu rồi. Ở đây có cả cây hoàng liên ozo này các bạn này, hoặc là cây mật gấu, cây mật gấu bắc đấy. Rồi tiếp tục, cái thứ ba về cái trường hợp mà bị liệt nửa người ấy, thì các bác sử dụng khoảng 10 gram củ của nó, củ của cái khoai nưa này này. Đấy, các bác nên sử dụng khoảng 10 gram củ khoai nưa sống kết hợp với lại 1 gram phụ tử cộng với lại 1 gram ô đầu. Xin lưu ý với các bác là phụ tử và ô đầu là những cây có độc nhá, nên là khi mà chế biến thì các bác nên là chú ý và nên cẩn thận và nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để mà sử dụng cái bài thuốc chữa liệt nửa người này. Đấy. Tuy nhiên tôi cũng muốn giới thiệu ở đây cho nhiều bác cùng biết đến để cùng tham khảo. Đấy. Khi mà những cái chứng liệt nửa người đấy thì các bác sử dụng như tôi vừa nêu, chính là 10 gram cái củ khoai nưa sống, 1 gram phụ tử, 1 gram ô đầu. Các vị thuốc trên đem cho tất cả vào ấm, đổ thêm khoảng 600ml nước vào, sau đó xác trên lửa nhỏ đến khi còn khoảng 100ml. Có thể chia thành nhiều lần uống, nhưng mỗi ngày chỉ dùng một thang. Đấy, đấy là những cái trường hợp bị liệt nửa người thì có thể áp dụng bài thuốc này. Tuy nhiên chúng ta nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Còn một cái nữa tôi muốn đưa lên cho các bác cùng biết, đó chính là cái trường hợp mà bị rắn cắn thì các bác có thể sử dụng một lượng khoai nưa tươi khoảng một củ cho vào thêm một ít hoàng liên. Đấy, thêm một ít hoàng liên. Các bác nên trộn đều rồi giã nát và đắp lên trực tiếp cái chỗ mà bị rắn cắn ấy, thì nó sẽ có hiệu quả khá là tốt. Tuy nhiên thì điều để mà tránh những cái điều đáng tiếc xảy ra thì khi mà sử dụng cái gọi là cái phương thuốc này chữa bệnh rắn cắn rồi, thì các bác nên đưa ngay bệnh nhân đến cái cơ sở y tế gần nhất thì nó sẽ có tác dụng tốt nhất. Còn cây này nó chỉ là một phần gọi là ức chế, gọi là hạn chế cái độc tố đi vào tim theo đường máu hoặc là đi lên máu của chúng ta thôi. Đấy. Đấy là một số những thông tin tôi muốn giới thiệu cho các bác về cái cây khoai nưa. Còn củ thì các bác nên tham khảo thêm ở trên mạng, cộng với lại một số những cái bài thuốc, những cái công dụng tôi vừa nêu, thì các bác nên, nếu mà muốn sử dụng thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Còn đây là cái cây hoàng liên ozo đây này. Đấy, hoàng liên thì 2 năm trước tôi cũng đã có clip tôi giới thiệu về cái cây hoàng liên này rồi. Và một vài hôm nữa bác nào muốn biết được cây hoàng liên này nó như thế nào thì tôi sẽ xin gửi tiếp một cái video nữa lên đây để cho các bác cùng biết về cái cây hoàng liên này nó như nào. Mùa này thì chúng ta không thấy cái hoa của nó màu vàng, và quả của nó thì nó giống như quả ý dĩ ấy. Quả ý dĩ, quả nó là màu tím, khi mà chúng ta ăn thì có vị đắng, xong là nuốt vào một lúc sau thì nó có vị khá ngọt. Đấy, ngày xưa khi còn trẻ thì chúng tôi hay lấy quả của nó chúng tôi ăn chơi. Quả nó thì rơi vào tầm khoảng tháng 3, tháng 4. Đấy, đấy là
đi đôi với việc giới thiệu cây khoai nưa này thì bên cạnh đấy thì tôi thấy cái cây hoàng liên Ozo này thì tôi muốn giới thiệu thêm để cho mọi người cùng biết. Còn về sau tôi sẽ có một cái clip tiếp theo, một cái clip nữa riêng để gửi đến các bác về cây hoàng liên Ozo này, hay còn gọi là cây mật gấu ấy. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác đã cùng theo dõi, đã dành cái thời gian quý báu của mình theo dõi cái thời gian hơn 10 phút tôi chia sẻ về cây khoai nưa này. Nếu mà các bác thấy cái clip này hay và ý nghĩa thì đừng quên để lại cho tôi một nút like. Và bác nào chưa đăng ký kênh Thảo Dược Người Dao này thì vui lòng đăng ký kênh để nhận được những cái clip hay mỗi ngày. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo. Xin chào.